Rapper số 1 đi mỉa mai tôn giáo. Rapper số 1 có mấy ông anh ảo. Rapper số 1 nhưng bị loại mất tiêu rồi. Rapper bị loại mất tiêu rồi. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Theo Tú Bỏ. Hôm nay mình sẽ reaction round 2 bài rap có tựa đề là Rapper số 1. Ok. Đó, cái tựa đề là thấy căng rồi đó. Không biết có đá xéo gì không. Cái câu mà của ông Tay ở round 1 nói không nữa. Ông Tay nói mày số 0 gì đó, ta số 1 gì đó ha. Ok, vô. Let's go. Cái lồn má. Nếu bạn thấy không thể mệt trong người, cuộc đời bạn đang chút khổ, làm cách mấy thì mà vẫn không cười, tìm ngay đến than thuốc bổ. Không tự nhận mình đại diện cho Hải Phòng, nhưng 2016-2017 chính tao là người đưa rap Hải Phòng trở lại bản đồ rap Việt. Còn với cái mồm độc ác của mày, tao sẽ bón cho mày từng thia sự thật về King of Rap. Cái câu Hải Phòng này mình, các bạn cho mình phép mình bâu lại là câu này muốn nói là mấy ông anh Hải Phòng gì không ưa mày đúng không? Thì bây giờ ông ICD ông khẳng định là bây giờ là tôi không có cần ông anh, ông gì, ông em, ông chú, ông bác Hải Phòng gì hết đó. Tôi đem Hải Phòng vô cái bản đồ về Việt Rap đó. Đó, rồi sao? Mấy ông anh, ông em thì làm gì được tôi. Đó. Và sau đêm chung kết, mọi chuyện bắt đầu được đồn thổi. Nói gì được rap. Sự cay cú đã lan quá nhanh và không có gì mà cản nổi. Không thể. Linh Bình chọn hàng đống người share, nhưng bao nhiêu người dám nhận lỗi. Bao nhiêu người. Quả đắng tao nuốt, thay vì kêu tên người khác để với mình trở nên vô tội. Không bằng chứng vẫn bảo tao gian lận, muốn đi xỉa sói tao trở thành quán quân. Nhưng nó sẽ không rap về việc nó suýt phá hủy chương trình như thế nào đâu đúng không. Rồi những tin nhắn được lan truyền trên mạng, Rick Choi bảo ICD mua giải. Người nhà Choi kêu tao được ưu ái, nhưng tao làm lơ thay vì cãi đúng sai. Rồi cả thằng Nguyễn Thành Trung, nó là thành viên của 84 Ground. Mày đã đi qua giới hạn và kẻ hai mặt, nhưng mày chắc chắn có ngày nhận quả báo. Mày đổi ngoặt thái độ khi biết tao quán quân, miệt thị tao trên mọi mặt trận rất thậm tệ. Việc tao trở thành quán quân thì ảnh hưởng gì đến bát cơm hay đụng chạm vào mồm miệng của mày thế? Mày đổi ngoắt thái độ khi biết tao quán quân, miệt thị tao trên mọi mặt trận rất thậm tệ. AT4 round thì ông Nguyễn Thành Trung này đã miệt thị ông ICD trên mọi mặt trận thậm tệ luôn. Là không những là trên, chắc có lẽ là trên Facebook, Instagram, rồi TikTok, rồi YouTube, rồi một cái cuối cùng rất là quan trọng luôn là miệt thị trên là cái đội tuyển Việt Nam luôn. Đó, tại vì Nguyễn Thành Trung mà anh em nè, anh em coi kỹ nha, Nguyễn Thành Trung nè, tên là Nguyễn Thành Trung đó, ông này đó tuyển Việt Nam mà đó, kẻ hai mặt như mày chắc chắn có nghe những quả báo đó. Mày đổ ngoặt thái độ khi biết đúng không, miệt thị trên bóng đá luôn, rồi lên kể cho Công Phượng này nọ, Sưng Trường này nọ nghe luôn, rồi là thằng ICD này nó quán quân là không xứng đáng. Quán quân miệt thị tao trên mọi mặt trận rất thậm tệ. Việc tao trở thành quán quân thì ảnh hưởng gì đến bát cơm hay đụng chạm vào mồm miệng của mày thế? Tao biết sẽ chẳng ai xin lỗi tao đâu, tao chỉ mong mọi người sẽ hiểu ra. Nhưng mà bây giờ nếu tao càng im lặng thì những tin đồn nó đi càng xa. 5 năm tao rap, góp giọng và sáng tác phải đến cả 100 bài nhạc. Làm nhạc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng thì lấy đâu ra nhiều bạn mới chơi có chút tết. Làm nhạc từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng, làm nhạc 12 tiếng luôn à? Ghê nhở? Phải xóa bình luận, người đâm trong tao xóa trạng thái rồi sao? Nhưng mày cảm giác đó lên thì sẽ hiểu những người bịa chuyện về tao họ độc ác như nào. Mới chơi có chút tết phải xóa bình luận, người châm trong tao xóa trạng thái rồi sao? Mới chơi có chút tết phải xóa bình luận, người đâm chọc tao xóa trạng thái rồi sao? À. Nhưng mày cảm giác đó lên thì sẽ mày hiểu những người bịa chuyện về tao họ độc ác như nào. Chuyện cũng qua lâu rồi, tao cũng không còn bận tâm, nhưng vì mày nên tao buộc phải nói. Đây là bài thứ 3 tao viết. Vì lyric của mày quá ngu và cộng đồng mạng họ đã bẻ hết. Cộng đồng mạng họ đã công nhận cái ngu của mày rồi. Chính biết rồi, chính biết rồi. Cho nên là bây giờ tao lại phải làm khác đi. Bẻ đấy hả? Kính gửi chủ tịch liên đoàn hiệp hội những người mất ngủ mất dậy, đội trưởng trung đoàn bán sức khỏe, người viết lên bí quyết mặc quần hở đít, ông tổ solid. Cả cái kinh thần ICD tao nhận được rất nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước ta ghe mất fan vì đi mỉa mai đạo vẫn đáng ghét. Mà ký ức đục nhất của Tết là nhận tip về ICD. Giờ thì dành nốt phần đời còn lại gắn kết cái danh mất dạy láo tuét. Uầy cứ như là có phép màu, ta ghe càng ngày càng óc chóa. Sách vở và tôn giáo là những thứ đáng ghét trong mắt nó. Nếu cảm thấy đấu được thì
mày hãng ra nhạc tiếp. Đừng ra bài cho đủ KPI trận beat. Người ta diss, người ta tìm câu sát thương. Còn mày thì chạy đi tìm mấy ông anh trong tưởng tượng. Người ta làm nhạc vì thích, đâu chỉ vì view cao view ít. YouTube có phải Mai Thúy đâu mà suốt ngày mày đòi hit. Đồ má, cái câu này vãi lộn. Câu này có gọi là câu punchline không ta? Địch con mẹ, người ta làm nhạc vì thích, đâu chỉ vì view cao view ít. YouTube phải có đâu phải có phải là Mai Thúy đâu mà suốt ngày mày đòi hit. Đó là cái câu này là rẹp lại cái câu mà ông Tây ổng share lên Facebook và ổng nói cái bài nhạc của ổng là cao view hơn và đứng trên top top thịnh hành của cái bài Chân Chạm Đức của ông ICD nè. Đó, câu này đúng là câu punchline luôn à. Khoe mình đã có một cân bảy, bảo sao mày mãi là thằng trẻ con. Mày cứ cố ra vẻ hip hop thì mày chỉ lại càng ra vẻ non. Tao quán quân bằng sức của mình, tao khuyên mày bớt ghen tị lại. Còn vô học đấu với thầy giáo thì bảo sao mà mày bị loại. Vãi cái lộ má, mấy cái câu này hay quá nha. Ông này là đấu cái trong cái chương trình Rap Việt là ông Thay là đấu với cái ông thầy Nam đúng không? Hả? Tao quán quân bằng sức của mình, tao khuyên mày bớt ghen tị lại. Còn vô học đấu với thầy giáo thì bảo sao mày bị loại. Má, sao ông này cái cách rap của ông không có một câu chữ thề nha. Nhưng mà sao đâu nó nhìn nó thâm sâu vậy, nó không có nó đi. Y chang mình phải gọi một cái từ là ở trong miền Nam hay gọi luôn nha ông, là điếm thúi. Y chang điếm thúi là ở một cái mức độ là nó nói nhẹ nhàng nhưng mà nó điếm dữ lắm. Phải có ghê gớm trong đó. Hay. Tao khuyên mày bớt ghen tị lại. Còn vô học đấu với thầy giáo thì bảo sao mà mày bị loại. Rapper số 1 đi mỉa mai tôn giáo. Rapper số 1 có mấy ông anh ảo. Rapper số 1 Rapper số 1 nghe lời anh bảo đúng không nào. Rapper số 1 đi mỉa mai tôn giáo. Rapper số 1 cay rồi đúng không nào. Rapper số 1 mà cảm thấy nhục quá. Rapper số 1 thêm chim cánh cụt vào. Bước vào trận beat mày đúng một thằng phế lạc đường. Cái lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ vẻ thế là thường. À nhân tiện thì số nhãn hàng anh từng hợp tác còn nhiều hơn số năm chú mày từng ngồi trên ghế nhà trường. Truyền thông đến rồi kìa, trình mày chưa hề tăng. Mày cai thế nào được khi bắt slack ghề răng. Thằng mất dậy đi chê nhạc tao văn vở. Ừ thì đúng rồi, nhạc ICD mới xuất hiện trong đề văn. Sự còn động ở khóe miệng mà mày bày đặt lên lớp, khiến cho mày phải đau đến flow vào lyric tao luôn ăn khớp. Ấn tượng của tao sau cuộc thi mày làm sao mà theo kịp. Ấn tượng của mày sau cuộc thi là thằng mất dậy đi khoe xịt. Tao không vẽ tranh rồi ảo tưởng sống trong những sắc màu đẹp. ICD dù thế nào thì vẫn là huy lớn. Còn ta kè trong trận beat chỉ là thằng huy đầu kẹp. Huy đầu kẹp. Huy đầu kẹp. Huy đầu kẹp mà sao ta huy lớn là ý ông ICD nè, là ông CD, ICD là tên Huy. Là ông Thay cũng là tên Huy luôn. Đó mình kêu ông Tết đi. Đó tại vì ông ICD kêu ông Tết, ông Tết cũng tên Huy luôn. Ý ông nói là ông ICD là ông lớn tuổi hơn là Huy lớn. Còn ông Tết là Huy đầu kẹp. Huy đầu kẹp là sao ta Huy đầu kẹp hẹp đầu ki. Hẹp đầu ki là hẹp đầu ki, hẹp đầu ki. Đầu kia có khi nào đâu mấy cái da cái ông này bị hẹp hẹp cái da quy đầu không ta? Mà ICD này có rình ông test tắm không mà sao biết vậy? Có rình không? hẹp đầu kia là hẹp da quy đầu hay sao ta? Đúng không? Hay là da quy đầu dày hay là như thế nào? ví dụ cái đầu vậy đi bị kẹp lại. Kẹp lại vậy. Rồi mày chắc một là quy đầu kẹp là hẹp đầu ki, hai là da quy đầu dày. Da quy đầu dày là y chang có nghĩa là muốn nói là chưa có bung ra vậy, chưa có bung ra vậy là y chang mấy đứa nít. Đó, bởi vậy phát ngôn ra là nó không có suy nghĩ chín chắn. Đó, cũng có thể nghĩa là như vậy nữa. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ông này thâm quá nha, ông này thâm nha, thâm trong lyric quá nha. Thì vẫn là huy lớn. Hay. Trong trận mình nghĩ vậy thôi nha các bạn. Rapper số 1 đi mỉa mai tôn giáo. Rapper số 1 có mấy ông anh ảo. Rapper số 1 như bị loại mất tiêu rồi. Rapper bị loại mất tiêu rồi. Hồi nãy nghe khúc này ông để giờ mới đi. Bóp, thấy chưa?
ông say, ông cho ông bài trước, ông nói là mày là số 0 gì đó, sau này tao là số 1 gì đó, bị rap fan bẻ lại nói mày tự công nhận mày là số 1 nè, thấy chưa? Bây giờ ông ICD chơi một cái chiêu rất là đơn giản thôi, đem cái quán quân ra là nói hoài luôn, nói hoài luôn, tao quán quân, tao số 1. Còn mày bị loại mất tiêu rồi. Rapper số 1 nhưng bị loại mất tiêu rồi. Tiêu rồi. Nghe lời anh bảo đúng không nào? Rapper số 1 đi mỉa mai tôn giáo. Hay quá nhỉ. Rapper số 1 cay rồi đúng không nào? Rapper số 1 mà cảm thấy nhục quá. Rapper số 1 thêm chín cánh cụt vào. Nhưng cho mày tấn công mà tao không yếu đi. I'm the real S, tên tao không thiếu uy. Chỉ ai là danh con khi mỗi năm anh lớn. Còn năm nào cả nước chẳng thấy Tết thiếu nhi. Đúng. Gì nữa đây? Mày chê nhạc tao trong talk show rồi nào. Chuyện biết nữa à? Chê nhạc tao thì làm gì có beef để mày phải thảm như thế này. Chuyện biết nữa. Nóng mặt rồi đúng không? Run lắm rồi đúng không? Cái sao được? Sao ông này cái cách nói chuyện của ông này khó chịu quá à? À, đây đây, cái chiêu này đủ quá khó chịu nè, cái chiêu này nè. Mày phải thảm như thế này. Nóng mặt rồi đúng không? Run lắm rồi đúng không? Cái sao được? Nhưng mà đây chưa phải là tất cả đâu. Mà rồi đúng không? Tao biết mày là thằng mất dạy ngông ngây, nhưng chỉ là loại rộng tuếch như cọp giấy. Vũng nước ở đũng quần của mày vẫn còn đấy. Lúc tao gạ beat thì mày lại chả run như cây sấy. Ngôn từ thì lùng cả lùng củng như thằng mẫu giáo. Giọng gió cay mà cứ nghĩ là gắt. Danh dự của mày không rẻ. Ừ đúng rồi, 50.000 một quả trứng thối thì cũng gọi là đắt. Tao đâu cần mày phải công nhận tao đỉnh, không cần là công nhận từ một kẻ đáng khinh. Nhưng cô giáo đã từng dạy mày chắc hẳn thất vọng lắm khi biết mày chửi chỉ đàn bà mới lộ linh. Khe view nhưng mà đi xóa bình luận chê mình thì đủ biết mày hèn và đã sợ hãi thế nào. Loại mày không ngậm thiệt vàng thì cũng đi ngậm cái khác để nhận về bản thân lời khen ảo. Những người nói xấu về tao, mày nghĩ khi họ gặp tao thì họ nói tốt về mày. Không có nổ một bằng chứng cho việc bôi xấu tao, nhưng mà tao có vẻ sự thật để bẻ cổ mày đề này. Chisu ball, can I see đi khi ở King of Rap. Anh cao Rick, can I see đi vô địch King of Rap. Top 8 của rap, được khen nhạc ICD đi cảm động. Thần tượng của Tết đó gì, ICD là con quân King of Rap. Trước khi làm rapper, học làm người thì đã nghe nịnh nói ít thôi, cái thằng rapper hàng mã. Những lời khen mày có thì chỉ dừng trong hôm nay. Còn lyric của tao sẽ in lên mặt mày đến tận sau này. Họ muốn thấy tao tặng cho mày tìm boy defense. Họ muốn chứng kiến đầu mày nằm ở dưới hông tao. Nếu như 20 năm trước bố mày không làm được thì hôm nay để tao đưa mày trở lại trong bao. What the fuck, cái câu cuối. Để tao đưa mày trở lại trong bao tao. Nếu như 20 năm trước bố mày không làm được thì hôm nay để tao đưa mày trở lại trong bao. Làm được. Nếu như 20 năm trước bố mày không làm được thì hôm nay để tao đưa mày trở lại trong bao. Theo mình nghĩ nha anh em, theo mình nghĩ nha, là có nghĩa là 20 năm trước là bố của ông ý ông này nói nè, là bố của ông Ted là không đeo bao, bởi vậy mới sinh ra ông Ted đúng không? Còn bây giờ là ông này là sẽ đưa mày trở lại trong bao. Đưa mày trở lại trong bao có nghĩa là hiểu rồi, ý nói là so sánh ông Ted chỉ là cái tinh trùng của ông ICD thôi, đúng không? Ý so sánh ông Ted chỉ là tinh trùng của ICD thôi, rồi bây giờ là nếu mà ICD là ICD sẽ cho xịt cho bao, sẽ cho xịt cho bao đó, là không sinh ra ông Ted. Trời ơi, cái câu trả lời vậy phải không vậy ta, phải không vậy anh em? Cái này là mình phân tích cái câu này nha anh em, mình phân tích theo cái quan điểm cá nhân của mình nha. Nó có nghĩa là như vậy. Đó, mình phân tích theo quan điểm cá nhân của mình nha anh em, chứ mình hoàn toàn không xúc phạm nha, tại mình phân tích đúng cái ý nghĩa cá nhân của mình. Đó, cho cái câu này. Ok, hết chưa? Thì hôm nay để tao đưa mày trở lại trong bao. Đầu cuối gắt quá nhờ. Hết rồi. Lại một cái. Top 2 thịnh hành xương xương, không thể nào leo được top 1 đâu, tại vì top 1 của anh Lê Bảo Bình rồi. Nếu mà bài này không đăng chung với anh Lê Bảo Bình thì chưa chắc có thể lên top 1 đấy. Để mình comment cái
Ông bộ ông làm mách lớp đi, bộ ông mách lớp hay đeo bao lắm rồi. Ủa anh mách lớp hay đeo bao lắm rồi. tự ấy chỉnh sửa lại, chỉnh sửa lại cái chữ bộ chưa có dấu nặng kìa, chưa có dấu nặng kìa, chưa có dấu nặng kìa. Tự comment, tự like comment của mình. Ok, thì bài này nó chia làm 3 khúc, part 1, part 2 và part 3, là 3 khúc, 3 khúc beat luôn. Thì mình nhận xét cái bài này thì bài này là có những câu punchline theo mình nghĩ là theo mình nha, là những câu đó là những câu punchline hay ý nghĩa, nó điếm thúi sâu sắc, có một kỳ đã thả gì nham hiểm trong đó, rất là ghê, sâu xa trong đó, hay. Ông này là đúng là mà cái lúc mà xem kênh Đức Rap á, là mình biết về ông này á, là được bình chọn là best lyric đó anh em. Đó, Giang là ông viết lyric là ý nghĩa dữ lắm, mình đọc mà mình phải nghiên cứu nó mới hiểu nổi cái ý nghĩa sâu xa của ổng, chứ không phải là đơn giản mà hiểu được. Đó, còn sau này á, là mình cảm thấy là ổng đã được rèn luyện, ổng tự rèn luyện, cũng như ổng nói là ổng đã tập luyện và rèn luyện rồi, là về cái delivery. Đó, cách là Giang thể hiện cái giọng của mình, nó truyền cảm xúc, truyền đạt. Đó, rồi cái flow đó, thì ai nói chán gì đó, chứ tôi thấy bài này là cả hay hơn bài trước rất là nhiều luôn. Bài này là Giang là đâm vô một đòn chí mạng cho ông Tây ở rau 2 này, để coi ông Tây trả lời như thế nào anh em ơi. Còn bây giờ là đã reaction xong rồi, kết thúc rồi, hoàn toàn không xúc phạm một cá nhân nào nha anh em. Mình sẽ phân tích theo cái lời bài hát thôi, không xúc phạm ai hết nha. Ok. Đó, nếu các bạn thấy video này đem lại một cảm giác gần gũi, là ý nghĩa gì đó, đem lại những phút giây giải trí cho các bạn, để các bạn nhấn bấm like và subscribe kênh cho mình nha. Còn bây giờ bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào tạm biệt.